Thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức các buổi thông tin tuyên truyền về cháy nổ. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần thực hiện một hoặc hai buổi tuyên truyền trong năm học thì chưa đủ để học sinh hình thành kỹ năng phản xạ khi gặp tình huống cháy nổ. Thế nên trường tiểu học Tân Định, thị xã Bến Cát đã có nhiều cách làm hay nhằm giáo dục kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm cho học sinh. Mô hình này được chọn làm điểm để nhân rộng ra các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Buổi báo cáo chuyên đề cấp tỉnh về giáo dục kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm an toàn cho học sinh tại trường tiểu học Tân Định. Nhà trường giới thiệu sinh động, dễ hiểu những phương pháp đang thực hiện theo hình thức sân khấu hóa. Có thể thấy, bên cạnh trang bị lý thuyết, học sinh của trường được trải nghiệm thực hành kỹ năng phòng cháy và thoát hiểm với những báo động cháy giả bất ngờ trong tiết học. Ngoài ra, trường luân phiên tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy cho các khối lớp để học sinh thuần thục sử dụng những phương tiện dập lửa, đồng thời tự tin thực hiện thao tác bảo vệ bản thân và hỗ trợ bạn bè xung quanh thoát hiểm. Con cảm thấy là rất là thích cái khi mà trường tổ chức phòng cháy chữa cháy này cho học sinh, và những cái đó thì sẽ giúp con trong những tình huống như là có một lần nhà con đã bị cháy do là điện quá tải, và may là nhờ những cái đó cho nên em con và con đã chạy ra kịp thời. Con và các bạn rất thích tiết học phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm an toàn bởi vì thầy giảng rất là dễ hiểu và sinh động. Tụi con đã biết sử dụng bình cứu hỏa, vòi phun nước và biết hô hấp nhân tạo cho những bạn bị ngạt khí. Con còn biết cách di chuyển thoát hiểm ra khỏi đám cháy. Mục đích của chuyên đề là cho các em lan tỏa được với phụ huynh học sinh và anh chị em, những người xung quanh của mình biết được và thấy được cái tầm quan trọng của công việc phòng cháy chữa cháy, không chỉ riêng ở trường, ở nhà mà tất cả ở những nơi công cộng. Giáo viên là người gần gũi, nhắc nhở học sinh mỗi ngày. Thế nên, trường phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên. Thêm vào đó, trường xây dựng đội học sinh xung kích phòng cháy chữa cháy, gồm những em vững kiến thức, kỹ năng phòng cháy và thoát hiểm. Đội sẽ tuyên truyền hướng dẫn bạn bè trong lớp và hỗ trợ bảo quản trang thiết bị chữa cháy ở trường. Các cách làm trên của trường tiểu học Tân Định được các trường học trên địa bàn tỉnh đánh giá cao. Chuyên đề này rất là thiết thực, giúp cho các con là có những cái kiến thức cơ bản cũng như những cái kỹ năng để mà phòng chống cháy nè. Rồi khi mà cháy thì mình sẽ có một cái kỹ năng đơn giản nhất là phải biết thoát hiểm. Với những vụ cháy để lại hậu quả nghiêm trọng xảy ra thời gian qua, thì việc trang bị kỹ năng phòng cháy và thoát hiểm cho học sinh là điều cần thiết. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh mà Bộ Giáo dục Đào tạo đề ra.